Xin chào các bạn đến với kênh YouTube Bố Công Bông. Hôm nay thì mình sẽ làm một video nói về cái chủ đề là ắc quy trên chiếc xe VinFast Fadin. Thì cái nội dung của video hôm nay mình sẽ đề cập với các bạn 6 cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái hãng sản xuất của chiếc ắc quy dùng cho Fadin. Cái thứ hai là cái thông số kỹ thuật của ắc quy. Cái thứ ba là những lưu ý trong quá trình sử dụng ắc quy. Và cái vấn đề thứ tư là cái giá thành của chiếc ắc quy. Cái vấn đề thứ năm là cách lựa chọn bình ắc quy để thay thế. Và cái vấn đề thứ sáu là cách cài đặt tính năng bảo vệ ắc quy trên chiếc xe VinFast Fadin nếu khi mà chúng ta không sử dụng một thời gian dài. Đây là một tính năng mình thấy là cũng rất là hữu ích trên chiếc xe VinFast Fadin. Thì đối với cái vấn đề thứ nhất là cái hãng sản xuất ắc quy, thì ắc quy dùng cho Fadin là ắc quy có cái nhãn hiệu đây các bạn, Acdeco của Hàn Quốc các bạn nhá. Đây là hãng ắc quy mà chuyên cung cấp ắc quy cho hãng GM Moto. Thông số kỹ thuật của ắc quy thì chúng ta cũng cần quan tâm đến một vài cái thông số. Cái thứ nhất là cái dung lượng. Thì ắc quy dùng cho Fadin có cái dung lượng là 50A đây các bạn này. Đấy, 50A này. Cái thông số thứ hai là chúng ta cần quan tâm nữa, đó là cái thông số về CCA. CCA là gì? Thì CCA hiểu đơn giản nó là biểu thị cho cái điện năng dùng để khởi động động cơ của bình ắc quy. Thì trên bình ắc quy của Fadin thì nó cái thông số CCA nó có hai cái thông số là CCA theo SAE là 410 và CCA theo N là 375. Hai cái thông số này chúng ta hiểu thế nào? Cái SAE và cái N đấy là hai cái tiêu chuẩn. SAE là tiêu chuẩn của Hiệp hội Kỹ sư ô tô Hoa Kỳ, còn N là tiêu chuẩn của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu. Người ta quy định đấy, hai cái thông số CCA theo hai tiêu chuẩn là 410 và 375. Một cái vấn đề về thông số kỹ thuật nữa mà chúng ta cũng cần quan tâm, đó là cái cọc. Cái cọc đấu nối hai cái cực âm dương này. Thì chúng ta cũng cần quan tâm nó hai cái cọc âm dương này nó có hai cái thông số chúng ta cần quan tâm, đó là cọc chìm và cọc nổi. Cái thứ hai là cọc trái và cọc phải. Thì để phân biệt giữa cọc trái và cọc phải thì chúng ta cái này người ta quy định thế nào? Để nhận biết cọc trái và cọc phải thì các bạn nhìn từ cái hướng cọc dương này này, dọc theo cái trục của ắc quy mà hai cái cọc này nó ở bên tay trái thì tức là cọc trái. Như ví dụ như Fadin đây, ắc quy dùng cho Fadin là có cọc ở bên trái và cọc chìm và cọc nổi. Thì để nhận biết cái cọc chìm và cọc nổi ấy, cọc như Fadin đây là cọc chìm này, hay còn gọi là DIN ấy, DIN. Cọc chìm tức là cái mặt của cọc này nó bằng với lại mặt của cái cọc đấu nối này, nó bằng cái mặt của cọc ắc quy như Fadin này. Đấy, nó có hai khớp. Nó thấp cái khớp mà có cái vị trí cọc ấy, nó thấp hơn cái mặt trên này khoảng 2 phân. Thì Fadin là sử dụng ắc quy có cái cọc là cọc chìm và ở bên tay trái là cọc trái. Đấy là những cái thông số về kỹ thuật của chiếc ắc quy mà chúng ta cũng cần quan tâm để trong quá trình sử dụng, nếu mà có những cái, nếu mà chúng ta phải thay thế thì chúng ta cũng biết thông số để chúng ta mua cái loại ắc quy về tự thay. Cái vấn đề thứ ba mà mình muốn đề cập trong video này đó là chính là cái lưu ý trong quá trình sử dụng ắc quy. Thì cái lưu ý thứ nhất là cái tuổi thọ của ắc quy ấy, thì mình thì cũng sử dụng lần đầu thôi, cũng chưa có kinh nghiệm gì. Tuy nhiên là mình tìm hiểu trên mạng ấy, thì cái tuổi thọ ắc quy với một cái điều kiện sử dụng bình thường, tức là trung bình một ngày các bạn đi khoảng 50-70 km bình thường đấy, thì cái thời gian tuổi thọ ắc quy nó khoảng từ 2-3 năm. Mình cũng tìm hiểu tham khảo các cái chia sẻ của người dùng trên cái trang Autofun ấy, thì nhiều người ta cũng chia sẻ với một cái điều kiện sử dụng bình thường thì tuổi thọ ắc quy từ khoảng từ 2-3 năm. Tuy nhiên thì cái tuổi thọ ắc quy nó phụ thuộc vào rất nhiều vào cái điều kiện sử dụng. Cái điều kiện thứ nhất đó là điều kiện thời tiết.
thì cái việc đối với cái khí hậu của Việt Nam là khí hậu nóng, khí hậu nhiệt đới này này, thì cái việc sử dụng ắc quy, sử dụng xe trong một cái việc sử dụng xe trong điều kiện thời tiết nóng quá lâu, hoặc là các bạn đỗ xe dưới trời nắng ấy, mà không có cái những cái vật che chắn cho chiếc xe của mình, thì cái khí hậu nóng nó cũng làm giảm cái tuổi thọ của ắc quy đi, hoặc là cái nguồn điện của ắc quy nó sẽ cũng sẽ bị yếu đi. Cái vấn đề thứ hai liên quan đến tuổi thọ ắc quy đó chính là cái thói quen sử dụng của chúng ta. Thường thì những cái người mới mua xe về thì sẽ độ lại một số các thiết bị điện. Thì cái việc độ lại cái thiết bị điện này, ví dụ như là nhiều bạn sẽ độ lại cái đèn chiếu sáng này, bổ sung thêm một số cái thiết bị như là đèn trong xe này, hoặc là thay lại cái màn hình ấy. Thì nếu mà cái thiết bị của chúng ta nó lớn hơn cái thiết bị nguyên bản, cái công suất nó lớn hơn ấy, thì cái việc tiêu thụ điện năng nó cũng ảnh hưởng đến cái tuổi thọ của ắc quy. Cái vấn đề thứ một cái vấn đề nữa liên quan đến thói quen sử dụng đó là sau khi mà chúng ta, tức là không sử dụng xe nữa, chúng ta dừng xe tắt máy, tuy nhiên thì chúng ta quên không tắt các cái trang thiết bị điện trên xe, ví dụ như đèn này, nhất là buổi tối. Buổi tối khi đi về chúng ta quên không tắt đèn này, hoặc quên không tắt đèn trong xe, thì cái đấy nó cũng ảnh hưởng đến tuổi thọ của ắc quy, nó làm cho ắc quy cạn bình đi. Một cái vấn đề liên quan đến thói quen sử dụng xe nữa là nếu mà xe của chúng ta một thời gian dài chúng ta không sử dụng, ví dụ như bạn đi đâu đấy, hoặc là xe bạn một thời gian dài không sử dụng từ khoảng một tháng ấy, thì cái bình của chúng ta nó cũng có nguy cơ bị cạn, và khi sử dụng lại thì chúng ta phải câu bình từ cái xe khác ra. Một cái thói quen nữa cũng ảnh hưởng đến tuổi thọ của ắc quy đó là cái việc các bạn di chuyển trên những cái quãng đường ngắn và phải tắt máy khởi động lại, tức là nhiều lần ấy, thì cái việc như vậy nó cũng ảnh hưởng đến tuổi thọ của ắc quy. Trong quá trình sử dụng xe, nếu mà khi các bạn di chuyển mà các bạn thấy cái đèn hiển, các cái đèn hiển thị trên màn hình táp lô ấy, nó báo một cái lỗi là lỗi sạc điện, thì như vậy là cái ắc quy của chúng ta nó đang gặp, điều này chứng tỏ ắc quy của chúng ta nó đang gặp vấn đề, có một vấn đề về ắc quy và nó không nạp được. Thì cái việc này nó sẽ ảnh hưởng đến hệ thống làm mát động cơ, nó sẽ tạm dừng này, hệ thống bổ trợ lực phanh cũng dừng hoạt động. Với cái tình huống này thì các bạn phải dừng xe và liên hệ với lại xưởng sửa chữa để được hỗ trợ, chứ các bạn không tiếp tục di chuyển. Vấn đề thứ tư mà mình muốn đề cập với các bạn đó là cái giá thành của chiếc ắc quy này. Giá thành của ắc quy mà theo như nhà sản xuất công bố, như VinFast họ công bố trên trang web của họ ấy, thì cái giá thành của nó là 2.810.000. Còn cái giá mà các mình tham khảo ở bên ngoài, ví dụ mình đang tham khảo trên cái trang G7 Auto ấy, thì giá của cái chiếc ắc quy này nó là khoảng 1.4 triệu. Các cái trang trên mạng thì mình cũng tham khảo nhiều trang thì nó chênh nhau cũng không đáng kể. Tuy nhiên thì giá giữa các bạn thay tại đại lý sửa chữa được ủy quyền của Vin với lại các bạn mua ngoài thì nó chênh nhau cũng tương đối đấy, gần một nửa đấy. Vấn đề thứ năm mình muốn đề cập trong cái video này đó là những cái lưu ý khi mà các bạn lựa chọn cái hãng ắc quy khác để thay thế. Nếu mà các bạn ắc quy của bạn hết mà các bạn tự thay ấy, mà các bạn mua đúng cái hãng này, đúng cái thông số này, thì chúng ta cũng không có vấn đề gì phải lưu ý. Tuy nhiên như có một số bạn có thể sẽ mua hãng khác, ví dụ như các bạn tin dùng của hàng Việt Nam thì có ắc quy Đồng Nai, thì các bạn cũng phải lưu ý là phải mua đúng cái thông số, đúng kích thước của cái ắc quy như thế nguyên bản nhá. Thông số thì các bạn xem trên cái ắc quy nguyên bản nó thông số như thế nào, như mình vừa trình bày ấy, để các bạn mua đúng ắc quy nó phù hợp với chiếc xe của chúng mình. Đặc biệt lưu ý là cái kích thước nó vừa thì mới lắp đặt được trên cái giá đỡ của ắc quy của xe Fadin. Cái vấn đề thứ sáu mà mình muốn đề cập đến các bạn đó chính là cái cách cài đặt cái chế độ bảo vệ ắc quy khi mà xe của chúng ta không sử dụng trong một thời gian dài. Chiếc xe VinFast Fadin thì mình thấy cái tính năng mà bảo vệ ắc quy nếu mà không sử dụng trong thời gian dài thì mình thấy là cũng rất là hay đấy, đối với những trường hợp nào mà không, các bạn để xe trong một thời gian dài không sử dụng thì Fadin có cái tính năng này.
tính năng này mở như thế nào. Thì trước tiên là các bạn mở máy lên, khởi động máy lên này. Các bạn khởi động máy và các bạn bật cái nút cảnh báo này lên. Sau khi đã bật cái đèn cảnh báo này thì các bạn vặn chìa khóa theo chiều kim đồng hồ. Các bạn vặn chìa khóa theo chiều kim đồng hồ và giữ nó khoảng 10 giây. Đấy. Giữ nó khoảng 10 giây khi nào mà trên màn hình táp lô này hiển thị cái đèn báo ắc quy như thế này thì là chúng ta đã bật được cái tính năng là bảo vệ ắc quy. Nếu mà chúng ta không sử dụng xe trong một thời gian dài, tính năng này nó giúp cho ắc quy của chúng ta nó có thể kéo dài cái thời gian sử dụng ra. Ví dụ như bạn không bật tính năng này thì nếu bạn để xe khoảng từ 2 tuần đến quy nó sẽ bị hết và chúng ta không thể khởi động được. Tuy nhiên nếu mà chúng ta bật cái tính năng này lên thì cái thời gian mà chúng ta thời gian mà chúng ta không sử dụng xe, chúng ta để lâu ấy, thì cái thời gian mà ắc quy nó hết nó sẽ kéo dài ra. Cái thời gian kéo dài ra bao nhiêu lâu thì nói thật là mình cũng chưa thử. Mà cái này mình cũng chỉ được các cái anh kỹ thuật của đại lý chỗ bảo dưỡng ấy, các anh ấy chỉ cho mình. Mình cũng chưa thử bao giờ, thì mình đây là mình cũng chia sẻ với các bạn cái cách bật thôi. Còn cái hiệu quả của nó như thế nào thì mình cũng chưa thử. Bạn nào mà đã thử rồi thì cũng có thể để lại ý kiến để cho những cái người chưa biết có thể tham khảo. Ví dụ như mình cũng có thể tham khảo. Đấy là cách bật. Còn nếu mà các bạn sau một thời gian dài các bạn đi về, các bạn sử dụng lại xe thì chúng ta tắt cái chế độ này đi. Tắt chế độ này đi như thế nào? Thì tắt chế độ này lên thì chúng ta cũng khởi động lại xe, cũng bật cái đèn cảnh báo này lên. Và chúng ta cũng vặn chìa khóa theo chiều kim đồng hồ và giữ nó khoảng 10 phút. À, xin lỗi các bạn, 10 giây. Đây là đang bật nhá. Mình giữ khoảng 10 giây. Đấy. Giữ nó khoảng 10 giây thì khi lúc đó cái đèn cảnh báo ắc quy ở đây nó cũng sẽ tắt đi. Như vậy là chúng ta đã tắt được cái chế độ bảo vệ ắc quy. Mình vừa trình bày với các bạn một số cái vấn đề liên quan đến ắc quy của chiếc xe VinFast Fadin. Các bạn thấy cái chia sẻ của mình mà hữu ích thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video này.